Xin chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 14 tháng 11 năm 2022 trên kênh Phụ Nữ TV. Kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like, đồng thời ấn nút đăng ký kênh, nhấn hình quả chuông để nhận được thông báo về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phụ Nữ TV xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và thành công trong mọi công việc. Thưa quý vị và các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 14 tháng 11 ổn định tại thị trường trong nước, trên thị trường thế giới. Theo ghi nhận tại sàn Kochi Ấn Độ, giá hạt tiêu chưa phân chia và hạt tiêu cắt xén ở quốc gia này duy trì ổn định trong tuần qua. Cụ thể, giá tiêu chưa phân chia hiện đang có mức là 482 rupee 1 kg và hạt tiêu cắt xén, tức là hạt tiêu chọn, có mức giá là 502 rupee 1 kg. Nếu tính theo tỷ giá chéo của đồng Việt Nam với đồng rupee Ấn Độ, 1 rupee là 308,24 đồng Việt Nam. Hiện giá tiêu tại thị trường này có mức giá là 148.500 đồng và 154.700 đồng 1 kg. Ổn định trong tuần qua, trên thị trường xuất khẩu, theo ghi nhận kết thúc tuần ngày 11 tháng 11 năm 2022, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam duy trì ổn định trong tuần. Giá tiêu đen xuất khẩu loại 500g trên lít và 550g trên lít ổn định với mức giá là 3.250 USD trên tấn và 3.350 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, tương đương với mức giá là 80.200 đồng và 82.700 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam hiện đang có mức giá là 4.850 USD trên tấn, tương đương là 119.700 đồng 1 kg. Như vậy, nếu so sánh với giá tiêu xuất khẩu, hiện giá tiêu trong nước thấp hơn khoảng gần 20.000 đồng 1 kg. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá hồ tiêu duy trì ổn định ở mức thu mua từ 58.800 đồng tới 61.500 đồng 1 kg. Tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu được thu mua quanh mức từ 60.200 đồng tới 60.300 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Gia Lai, mức giá ổn định là 58.800 đồng 1 kg. Tại tỉnh Phú Yên, giá hồ tiêu được thu mua ở mức 58.900 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu là 61.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu sáng nay ổn định ở mức 60.500 đồng 1 kg. Và tại tỉnh Đồng Nai, mức giá là 60.000 đồng 1 kg. Thưa các bạn, trong tuần qua, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cũng chính thức công bố số liệu xuất nhập khẩu tháng 10 năm 2022. Theo đó, lượng xuất khẩu của Việt Nam đạt 17.861 tấn, tiêu đen 16.248 tấn, tiêu trắng là 1.613 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu là 67,5 triệu USD, tiêu đen thì đạt 58,6 triệu USD. So với tháng 9 thì lượng xuất khẩu tăng 26,8%. Đáng chú ý thì lượng nhập khẩu hồ tiêu của Trung Quốc đã tăng mạnh là 3.921 tấn, tương đương 84,5% so với tháng 9. Và đây cũng là số lượng nhập khẩu lớn nhất tính từ tháng 5 năm 2021 của Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay ngày 14 tháng 11 trên kênh Phụ Nữ TV. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.